hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Trần Thị An Tường, Phó trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để phần nào hóa giải được những định kiến sai trái trong cách thức dinh dưỡng đối với người mắc bệnh ung thư. Phóng viên, có luận điểm cho rằng, mắc bệnh ung thư thì nên nhịn ăn, hay chỉ nên ăn gạo lứt, kiêng thịt đỏ, để cơ thể không cung ứng chất dinh dưỡng cho khối u, khi đó khối u sẽ tự teo dần. Là bác sĩ phụ trách khoa dinh dưỡng của một bệnh viện lớn về ung bướu, bác sĩ Tấn Công Giá bước như thế nào về nhận định này? Bác sĩ Trần Thị Anh Tường, cho đến bây giờ, chưa có một nghiên cứu giúp y học nào chứng minh nhịn ăn hay ăn gạo lứt, kiêng thịt đỏ để khối u teo dần. Thực tế tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã chứng kiến có những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng tiểu sụt trên 12 tháng do chỉ ăn ít gạo lứt muối mè, thế nhưng khối u chẳng những không teo mà lớn hơn so với 2 tháng trước, di căn hay thôn tính cấu trúc xung quanh. Về mặt sinh học, khối ung thư phát hành là một diễn tiến tự nhiên dựa vào nhiều yếu hèn tố không chỉ là dinh dưỡng. Hơn nữa, khối ung thư có mạch máu nuôi thông nối với mạch máu người bệnh, vì vậy nhịn đói là cả hai cùng đói mà người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng trĩu nề hơn. Nguy hiểm hơn, khi người bệnh suy dinh dưỡng thì không thể thực hiện được các lý lẽ điều trị, phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc nếu có điều trị thì biến chứng cũng nhiều hơn. Phóng viên, ngoài luận điểm nói trên, nhiều người còn cho rằng, nhịn ăn là lý lẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi và chỉ tập trung cho việc thanh lọc chất độc tích tụ trong cơ thể, chỉ Tấn Công Giá bước như thế nào về luận điểm này. Bác sĩ Trần Thị An Tường, Phó trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Trần Thị An Tường, cơ thể sinh vật hay nhân loại luôn tồn tại trong một trạng thái cân bằng động giữa sự tăng trưởng và thoái triển, giữa sự tân tạo và tiêu hủy, giữa sự nạp vào và thải đi các chất. Do đó nếu không cho vào mà yêu cầu sự thải đi là một chuyện không hợp lý, không khoa học. Tuy nhiên, khi bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối, khi mà mọi lý lẽ điều trị trở nên vô nghĩa, khi mà thời gian còn lại chỉ dõng dẹn đôi ba tháng thì chuyện ăn uống tích cực không cần thiết nữa, cơ thể tự nhiên cũng không muốn ăn tiết kiệm sức cho việc duy trì những tính năng sống cơ bản. Điều này là một diễn tiến tự nhiên có thể chấp chiếm được về mặt y học. Phóng viên, một số sách báo, tạp chí về dinh dưỡng nhận định rằng, đối với người mắc bệnh ung thư chỉ nên bồi dưỡng trong giai đoạn điều trị, còn sau giai đoạn điều trị thì không cần phải té sung dinh dưỡng. Bác sĩ có cho rằng đây là luận điểm đúng không? Bác sĩ Trần Thị An Tường, đúng nhưng chưa hẳn thế. Trong giai đoạn điều trị người bệnh cần ăn uống bồi dưỡng để đủ sức theo đuổi điều trị. Khi bệnh đã điều trị khỏi, không phải không cần té sung dinh dưỡng mà té sung theo nhu cầu của mỗi người. Ví dụ, sau khi kết thúc điều trị, bệnh nhân sụt cân quá nhiều, teo cơ, vết mổ chưa lành hẳn, biến chứng xạ trị vẫn còn, thiếu máu sau quá trị thì bệnh nhân vẫn phải nỗ lực bồi dưỡng. Trong trường hợp bệnh nhân không có bất cứ vấn đề ở trên, không suy dinh dưỡng, mạnh khỏe về mặt thể chất và tinh thần thì không cần bồi dưỡng. Có một số ung thư điều trị không mất sức nhiều như ung thư tuyến giá bu, ung thư da, ung thư tuyến nước bọt kích thước nhỏ tuổi thì bệnh nhân cũng không cần bồi dưỡng trong khi hay sau khi điều trị. Phóng viên, vậy với những bệnh nhân mắc ung thư nhưng họ chưa có nhận thức đúng về cách thức dinh dưỡng, dẫn đến việc nhịn ăn. Hậu quả tác động đến sức khỏe người bệnh như thế nào? Bác sĩ Trần Thị An Tường, nếu người mắc ung thư mà nhịn ăn hoặc cách thức dinh dưỡng không thích hợp sẽ phải gánh hàng loạt hậu quả, tác động tiêu cực đến sức khỏe như suy dinh dưỡng, teo cơ, suy giảm tính năng vận động, sức đề kháng. Vết mổ lừ đừ lành, dễ nhiễm trùng. Quá trị không đủ 100% liều, tăng độc tính quá trị, không theo kịp lịch trình quá trị. Không đủ sức để được phẫu thuật, hóa trị, xạ trị. Không chất lượng sống. Không đủ sức để tự làm những hoạt động cơ bản, ngồi, đi lại, xem TV, đọc sách báo hay trò chuyện với người thân. Thiếu tỉnh táo sáng sủa sút hối hả trong mọi tình huống. Tăng phung phí điều trị, kéo dài thời gian nằm viện. Bệnh nhân sẽ gấp rút rơi vào suy mòn nếu không được can thiệp dinh dưỡng hợp lý. Phóng viên, rất ít bệnh nhân ung thư không biết nên ăn uống thế nào cho hợp lý. Bác sĩ có thể giúp người bệnh xây dựng cách thức ăn cơ bản để đảm bảo sức khỏe.
Bác sĩ Trần Thị Anh Tường, khi bị bệnh, nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng cơ bản của tế bào ung thư cao hơn tế bào bình tầm thường. Để đảm bảo dinh dưỡng, người bệnh cần phải ăn uống đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng, đạm và các chất. Cân nặng tiểu mỗi tuần thấy sụt cân chứng tỏ ăn uống không đủ với nhu cầu. Ăn nhiều bữa nhỏ tuổi, tranh thủ ăn mọi lúc mọi nơi, lựa chọn thức ăn giàu năng lượng, đạm, món ăn mến mộ. Không kiêng cự nếu thức ăn không làm nặng tiểu hơn triệu chứng hiện có. Không đợi đói hay thèm ăn mới ăn. Ăn theo giờ nhất định, không bỏ cử. Nên có người khác đi mua đồ ăn sẵn hay chế biến sẵn chứ người bệnh tầm thường không đủ sức để làm. Tốt nhất nên ăn tầm thường với người bệnh để tạo không khí vui vẻ. Nên đặt ra mục tiêu để phấn đấu, cân nặng trĩu, không thiếu máu, không trì hoãn điều trị hay ít nhất ăn hết phần ăn bệnh viện hay gia đình sẵn sàng. Nên vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, có thể chia làm nhiều lần nếu quá mệt, không đủ sức. Tranh thủ uống đủ 1,5 lít nước mỗi ngày, uống nước trái cây, điện giải, sữa, sữa ngũ cốc, sinh tố, trà xanh, nước sâm, thay cho nước lọc. Không ăn vặt uống cùng lúc, không nằm liền sau ăn. Ăn uống đa dạng, món ngọt, món mặn, món chín, món ăn vặt, món âu, món á, món khô, món nước. Nếu bệnh nhân có thể ăn uống tiện lợi trọn vẹn, thì nên hạn chế ngọt trong lựa chọn và chế biến. Người mắc bệnh ung thư cần lưu ý, ngay cả khi cơ thể người bệnh không được cung ứng trọn vẹn dưỡng chất, tế bào ung thư vẫn tự lấy năng lượng để đáp ứng nhu cầu hoạt động của chúng. Bởi vậy, bệnh nhân sẽ gấp rút rơi vào suy mòn nếu không được can thiệp dinh dưỡng hợp lý.